Xin chào cả nhà. Mấy hôm nay thì mình xem rất là nhiều các video món ăn từ khoai tây. Và nhân dịp ngày hôm nay mình vừa mới đi siêu thị về và mua được một ít khoai tây. Cộng việc trong tủ lạnh đã có sẵn phô mai. Thì chúng ta sẽ làm món bánh mì khoai tây phô mai nhé. Một món bánh cực kỳ thơm ngon và rất là giòn. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Let's go. Nguyên liệu cho món bánh mì này thì cũng rất là đơn giản. Ở đây thì mình có 100g bột mì, 55g sữa, 1g muối và một củ khoai tây size trung bình thôi, không cần quá to. 2 thìa sốt mayonnaise, 10g bơ lạt. Và cuối cùng là phô mai kéo sợi mozzarella. Phô mai này thì mình thấy bán rất là nhiều ở siêu thị. Đầu tiên là phần vỏ bánh thì chúng ta sẽ trộn muối vào nhé. Mình sẽ để lại một khoảng trống ở giữa nhé, sau đó mình đổ sữa vào rồi trộn đều lên. Mình định nhồi trong bát nhưng mà thôi thấy nó bất tiện quá, thôi mình cho ra đây cho nó dễ nhé. Mình sẽ nhào khoảng 5 phút đến khi bột mịn là được. Đó, bột mịn như này là được. Sau đó thì chúng ta sẽ bọc kín lại và để bằng ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 1 tiếng. Trong lúc đợi bột thì mình sẽ đi làm phần nhân khoai tây nhé. Ở đây thì mình đã gọt vỏ, rửa sạch củ khoai tây rồi. Và bây giờ sẽ mang đi hấp luôn. Vì cái nồi này nhà mình nhiệt không cao cho nên mình sẽ bổ khoai tây ra cho nó nhanh chín. Mình sẽ hấp trong khoảng 25 đến 30 phút nhé. Đây, khoai của mình đã chín rồi này. Và mình vừa đổ ra một cái bát to hơn để nghiền cho dễ hơn. Nhưng khoai đã chín rồi thì nghiền rất là dễ. Bây giờ mình sẽ cho sốt mayonnaise vào khoảng 2 thìa nhé. Đó, và mình đã có một phần khoai tây rất là thơm. Bột của mình sau 1 tiếng thì đã được rồi. Và bây giờ mình sẽ cán mỏng ra nhé. Với cái bánh này thì mình sẽ cán vỏ bánh ra thành hình tròn với đường kính là 22,5 cm. Ok, vỏ bánh đã được rồi thì bây giờ sẽ là bắt đầu phần nhân nhé. Mình cho một lớp phô mai vào đầu tiên nhé. Mình sẽ cho gọn vào phần giữa nhé, để tí mình còn túm lại. Tiếp đến là khoai tây nhé. Ok, tiếp theo là một lớp phô mai nữa nhé. Bánh này cực nhiều phô mai luôn nhé. Mình sẽ dàn lại phần nhân cho nó đều rồi nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ nhấc cái bột lên. Sau đó thì mình túm lại để các cái mép bột nó gấp vào nhau như thế này. Sau đó thì mình dùng tay mình miết lại để cho bột dính vào nhau. Mình dùng cán để cán nhẹ lên miếng bột, để cho miếng bột mỏng ra một chút như thế này nữa. Trước khi áp chảo bánh thì mình đun chảy 10g bơ và để lửa ở mức nhỏ nhất. Khi bơ gần tan hết thì mình tắt bếp luôn để tránh bơ bị cháy nhé. Sau đó mình sẽ đổ bơ ra một cái bát nhỏ và tí nữa mình sẽ dùng bơ để mình quét lên bánh. Phần bơ còn lại ở trên mặt chảo thì mình sẽ quét đều lên mặt chảo nhé. Sau đó mình sẽ thả bánh vào chảo và để lửa ở mức thấp nhất thôi nhé. Vẫn chưa vàng lắm nên mình để thêm một lúc nữa. Có vẻ mặt dưới đã hơi vàng rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu quét một lớp bơ lên mặt trên nhé. Sau đó mình lật mặt bánh lại. Bánh của mình nhìn bề mặt đã rất là giòn rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ thử ăn cái bánh này xem là hương vị của nó như thế nào nhé. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn có mật ong và tương cà. Bây giờ mình sẽ thử xem là chấm loại nào nó sẽ ngon hơn nhé. Đầu tiên là mình sẽ thử với mật ong trước. Bánh khoai tây phô mai chấm mật ong.
rất là nhiều phô mai luôn. Ngon. Ngon không? Vỏ bánh giòn, vị mật ong này nó ngọt ngọt đấy, xong chấm ở đây hợp. Kinh khủng luôn. Giòn quá. Ở ngoài giòn, ở trong thì mềm mềm. Bây giờ sẽ là tương cà. Em thấy chấm với tương cà hay chấm với mật ong thì ngon hơn? Em thấy chấm với tương cà thì nó lại ăn ra một cái vị khác hẳn luôn. Nếu mà lúc nãy chấm với mật ong thì cảm giác nó rất là ngọt, nhưng mà chấm với tương cà thì ăn lại cảm giác giống như kiểu mình ăn pizza gì nhỉ? Pizza nhân nhồi phô mai ở trong á. Mỗi loại chấm thì nó lại ra một cái kiểu khác nhau, nhưng mà kiểu gì thì cũng ngon. Nhưng mà cá nhân mình thì mình thích chấm mật ong hơn thì nó ngọt. Chắc các bạn nhỏ thì sẽ thích chấm tương cà vì nó giống pizza. Ngon. Ok, vậy là đã kết thúc vlog bánh mì khoai tây phô mai của chúng mình. Hãy nhớ đăng ký kênh của gia đình Bi Minh Anh nhé. Bye bye.